Nếu mà người đi tắm ấy mà cũng có người massage như này ấy, thì mình tắm 3 lần một ngày cũng được. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay lại cả Dinology. Và hôm nay thì khung cảnh hơi lạ lùng một chút đúng không? Chúng ta đã trở lại với Moochi và Matcha. Và hôm nay thì mình sẽ làm một cái clip mà rất là nhiều bạn hỏi trong thời gian qua. Đó chính là làm thế nào để tắm và chăm sóc cho hai con cún lớn như thế này. Bởi vì thực sự là nuôi được hai con cún lớn như này thì không phải là một cái chuyện dễ dàng. Và phải giữ cho chúng nó sạch, bởi vì mình nuôi trong nhà nữa là một cái chuyện vô cùng khó khăn. Ngày xưa khi mà Moochi còn bé, mình mang nó về là mình thường tắm cho nó hàng ngày. Trong ít nhất phải là nửa năm đầu, ngày nào về thì mình cũng tắm cho nó, cũng tắm bằng nước nóng và tắm ở trong nhà tắm của mình luôn. Nhưng mà với cái sự phát triển của nó đến bây giờ như này, to gần bằng mình rồi, thì mọi người có thể thấy rằng cái việc tắm trong nhà tắm nó trở nên vô cùng khó khăn. Và cả con lợn này nữa. Trời ơi, con lợn này là một cái con mà nó có rụng ra vô số lông. Có nghĩa là cái số lông nó rụng ra ấy, mình cảm giác là mình có thể may được một chiếc áo lông luôn. Và đấy, chăm sóc vệ sinh cho hai con này thì không phải là một cái chuyện dễ dàng. Và mình chăm sóc vệ sinh cho chúng nó như nào, bây giờ mọi người hãy cùng xem nhé. Và bây giờ chúng mình chuẩn bị tắm nhé. Moochi có sợ tắm hay không? Sợ không? Sợ đúng không? Đùa chứ Moochi nhà mình là cái con mà rất thích tắm. Chẳng qua là nó đang bị sao nhãng, bởi vì chưa bao giờ tắm mà lại nhìn thấy nhiều máy quay như này. Đầu tiên thì mình sẽ cần một cái vòi nước. Cái vòi nước này thì sẽ xả cho cái bồn dưới này thật là đầy. Xuống Moochi, cậu ấy lạnh nên là cậu hơi sợ nước một chút. Về đã lớn rồi, vào mùa hè Sài Gòn nữa nên là không còn suất mà tắm nước nóng đâu. Với tất cả những cái giống chó như này này thì lông của Moochi rất dễ thấm nước. Matcha ấy, thì cái việc làm cho lông ướt ấy đã là cả một quá trình rồi. Và có lẽ là mình sẽ chuyển sang cái chế độ ấy hơn, vì chế độ này chắc làm cậu sợ. Đây, đúng chưa? Đúng vòi sen chưa? Đấy, làm ướt tóc này. Mà mỗi lần mình tắm cho hai con này xong ấy là mình cũng tắm luôn, bởi vì là mình sẽ ướt như chuột lột. Bình tĩnh nào. Đấy, ngoan này, có phải ai cũng yêu không? Không biết chó nhà các bạn có thích tắm hay không ấy, nhưng mà một con chó nhà mình, cả hai con trộm vía là từ bé đã tắm quen rồi nên rất là thích tắm. Chẳng qua là mình lười tắm cho chúng nó thôi. Đấy, quy trình tắm của mình đầu tiên là phải làm ướt lông cho chúng nó này. Cố gắng làm ướt thật đều để cho cái bộ lông nó không còn chống thấm nước nữa. Và sau đó thì mình sẽ hứng đầy một chậu nước. Tiếp đến thì mình sẽ sử dụng các cái loại xà phòng, dầu gội dành riêng cho chó. Như ở đây mình có mấy loại lợn. Loại này là loại màu xanh thì dành riêng cho chó lông trắng, bởi vì nó có cái chất tẩy khá là mạnh ở cái phần trắng của lông chó. Bởi vì chó thì thường nó hay lăn lê bò toài trên mặt đất, rồi nó ăn, rồi nó nước dãi, nên là cái phần lông trắng của nó rất dễ bị ngấm bẩn. Thì sử dụng cái dòng sữa tắm dành riêng cho chó lông trắng. Ở đây mình có một dòng sữa tắm khác là làm mềm và dưỡng ẩm cho lông. Cái này thì dành cho Moochi, vì lông của Moochi rất là rối và xoăn. Nếu để tưởng tượng ra lông Moochi nào ấy, thì các bạn hãy tưởng tượng là các bạn có một chiếc áo lông cừu như thế nào thì lông Moochi y hệt như vậy. Nên là lông của nó rất dễ bị khô và rối. Vì vậy là mình cần một cái dòng sữa tắm mà có dưỡng ẩm luôn. Thông thường ấy, Moochi còn dùng cả dầu xả nữa. Nhưng mà trước kia mình mua các cái loại dầu xả dành cho chó rất là mắc tiền, còn mắc hơn cả dầu xả dầu gội của mình nữa. Nên là mình có một cái bí quyết, đó chính là dùng dầu xả Rejoice. Dầu xả Rejoice nếu mà mọi người mua ở trong những cái siêu thị như là Metro hay là Big C ấy, ở những cái can lớn thì cực kỳ rẻ. Và mình nghĩ cái chi phí đó mà mình tắm cho Moochi thì hoàn toàn mình có thể chấp nhận được. Và để bắt đầu tắm ấy thì mọi người có thấy cái găng tay này quen không? Găng tay này chắc là mọi người đã nhìn thấy nhiều ở trên Facebook quảng cáo. Đây là găng tay rửa bát Hàn Quốc, tạo bọt rất là nhiều, nhưng mà mình sẽ sử dụng để tắm cho chó. Và khi mà bọt lên ấy thì sẽ đẩy chất bẩn ở trong lông nó rất là dễ. Ok, nước ở bên này có vẻ là gần đây rồi, còn mình sẽ bắt đầu tắm. Mình sẽ cho một chút lên đây. Nhiều bạn thì sẽ đánh bông trước ở trong một cái chậu nước, sau đó là để lên tắm ấy thì sẽ tiết kiệm hơn. Tuy nhiên với Moochi mình vừa đi công tác khá là dài nên là mình sẽ phải sử dụng dầu gội khá là đậm đặc để cho lông của Moochi sạch hơn. Vì bây giờ Moochi rất là dơ, phải đến 3 tuần rồi mình chưa tắm cho Moochi. Rất là xin lỗi Moochi nhá. Moochi nằm xuống. Đấy, trong khi mình tắm cho Moochi thì Matcha thì vẫn lượn lờ ở bên cạnh. Mọi người thấy không? Cái găng tay này mình dùng để rửa bát rồi, mình mua về mình để rửa bát, nhưng mà mình review với mọi người luôn là cái khả năng rửa bát của găng tay này rất là tệ. Nó không sạch bát nó tí nào cả, vì mình không có cái cảm giác và cái lông này này nó không thể quấn được cái mỡ bẩn đi. Nhưng mà khi mà mình dùng để tắm cho Moochi thì rất là thích, bởi vì mọi người thấy không, bọt vô số luôn. Khi mà tắm ấy thì các bạn lưu ý là những cái động tác lặp đi lặp lại là rất là quan trọng, bởi vì là nó sẽ làm cho cái lông nó tơi và nó sạch hơn. Và khi tắm như này các bạn cũng đồng thời massage cho Moochi luôn, nên Moochi rất là sướng. Moochi thích lắm ấy. Tắm là nó thích ở cái đoạn này. Nếu mà người đi tắm ấy mà cũng có người massage như này ấy, thì mình tắm 3 lần một ngày cũng được. Chẳng qua là phải tự tắm mà không có ai massage cho thôi đấy là lười, chứ còn sướng như con này. Đấy, đây đúng là boss luôn. Vừa tắm lại còn vừa có người massage hai tay. Rồi Moochi nằm xuống, Moochi ngồi xuống, Moochi ngồi xuống. Khi mà cậu ấy ngửa ra ấy, thì cậu rất là sợ. Bởi vì là chó ấy, nếu mà nó thật sự nó tin tưởng ai ấy, thì nó mới nằm ngửa cho mình. Chứ còn nếu mà nó không tin tưởng ấy, nó rất sợ bị nằm ngửa. Cái phần bụng này là cái phần mà mọi người lưu ý là phải làm sạch kỹ nhất. Lông ở dưới bụng ấy, bao giờ cũng là cái phần lông mỏng và nhẹ nhất. Chính vì vậy nên là nó sẽ rất dễ bám bẩn. Thêm nữa là khi mà con chó nằm thì mọi người biết ở đấy, Moochi nó nằm thì nó bạ đâu nó nằm đấy, kể cả đang ngoài đường nó cũng nằm, trên đất hay thảm cỏ cái gì thì nó cũng nằm. Nên là cái phần bụng này cố gắng là làm sạch cho thật kỹ, nó không thì rất là hôi. Và cái phần lông mỏng như này mà bẩn ấy thì rất là tiếc. Mỗi lần mình ôm nó, mình sờ cái phần lông bụng của nó, mình cảm giác như là cái là phần len cashmere ấy, cái phần len lông bụng của con dê ấy, mịn như là một chiếc áo len đắt tiền. Và chó ấy thì nó rất thích cái phần sườn này được gãi và được massage. Nên là khi mà mình làm đây này, đấy, cậu sướng, cậu phê, cậu không ý kiến gì hết. Khi mà tắm ở ngoài hàng ấy thì chắc chắn là không bao giờ được chăm sóc kỹ như này rồi. Tắm ở ngoài hàng thì người ta sẽ tắm bằng những cái vòi rất là mạnh và họ sẽ không massage như này. Nên là thường con chó đi tắm ngoài hàng sợ và nó sẽ không thích. Chứ còn tắm ở nhà nó thích lắm. Để đến gội đầu này, gội đầu, gội đầu, gội đầu. Sau này Moochi sẽ thành người mẫu quảng cáo dầu gội đầu, Moochi nhỉ? Đấy, làm sạch mặt nào. Trời ơi, xinh thế. Cổ cũng là cái phần rất là bẩn. Moochi thì bị bẩn cả phần cổ và cái phần đuôi tai này, cái lông tai này. Bởi vì khi mà nó ăn thì cái tai này mình muốn giữ cho nó dài thật đẹp. Nhưng mà khi mà ăn thì nào cậu cũng chấm vào đồ ăn. Nhất là hôm nào mà cho ăn món nào ướt ướt. Mà mọi người biết gì nữa không? Đó chính là cái phần chim. Phần chim cũng phải giữ rất là sạch. Phần hậu môn cũng là cái phần phải làm sạch rất là kỹ. Bởi vì với những con chó lông dài như này này thì cái phần hậu môn này nó rất dễ bị bám những cái phần phân khi mà nó đi vệ sinh. Thì vậy là các bạn hãy cố gắng làm sạch kỹ. Và nếu các bạn thấy ghê ấy, thì các bạn cần phải có một đôi găng tay thì các bạn sẽ làm sạch những cái vùng này dễ hơn. Và cuối cùng, khi mà mình làm sạch ấy, mình sẽ quan tâm đến cái phần bàn chân. Vì với Moochi rất là khổ ở trong cái vấn đề là trong kẽ bàn chân của Moochi lúc nào có rất là nhiều lông. Thông thường ấy, mỗi lần mà khi mà mình đến cái đợt cắt lông ấy thì mình sẽ phải cắt toàn bộ cái phần lông ở giữa các cái kẽ chân này đi để làm sao cho không có nhiều bụi bẩn nó bám vào những cái kẽ chân này. Nhưng mà trong quá trình nuôi ấy, thì cái phần lông này nó sẽ mọc lên rất là nhanh và rất là nhiều. Vì vậy là mọi người lưu ý là mỗi lần làm sạch ấy thì phải làm sạch cái phần này thật là kỹ. Bởi vì nó đi đường rồi nó đi chạy ra ngoài, nó sẽ bám cái phần bẩn này rất là nhiều. Mà mọi người ơi, vậy là đã sau khoảng 20-30 phút gì đấy mình cứ ngồi massage và đánh bóng cậu này thật kỹ rồi. Bây giờ mình sẽ cho cậu vào trong chậu nước để xả. Ôi sao sợ nước thế này, lâu không tắm nên sợ đúng không? Đây 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 đây. Ôi da, nào có gì mà sợ đâu, sao mà căng thẳng thế. Ui dồi ôi, nước đen xì này. Khi mà cho vào chậu nước ấy, thì các bạn sẽ thấy nó bẩn đến như nào. Bởi vì là cái phần nước thật sự rất là đục. 3 tuần rồi không tắm. Chi, rồi đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy. Đấy, nghe đứng dậy là biết lệnh ngay. Ngồi, nằm, 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 chưa xong đâu, chưa xong đâu. Nên mình sẽ đổ cái chậu nước này đi, rất bẩn. Nên mình sẽ lấy thêm nước. Nước ơi, mở ra. Đấy, nhà mình có cả nhà thông minh. Mỗi lần mà gọi nước mở ra là nước sẽ chảy ra liền. Thấy mọi người thấy không? Chỉ một cái việc đơn giản rồi mình đã ướt hết người rồi. Nên là cái chuyện mà mình tắm cho bọn này xong ấy mà không phải tắm lại ấy, là cái chuyện không bao giờ xảy ra hết. Rồi tí nữa thì cái phần sau mọi người sẽ biết tại sao mình không thể tránh được. Đấy, mình sẽ xả hết cái phần này. Tuy nhiên là với cái độ bẩn mà một tuần một tắm một lần ấy thì mình sẽ tắm một nước thôi. Nhưng mà với cái độ bẩn 3 tuần tắm một lần này thì mình sẽ phải tắm 2 lần thì mới đảm bảo sạch sẽ thơm tho được. Bởi vì thật sự mình cũng thú nhận mọi người, mình cũng rất là chiều Moochi và Matcha, thỉnh thoảng cho nó lên sofa và cho lên giường nữa. Nên là cái việc mình muốn cho giữ cho chúng nó sạch sẽ để mình đáp ứng được những cái kia ấy, là chuyện bắt buộc rồi. Và lần sau tắm ấy thì sẽ không có phức tạp như lần trước. Mình sẽ tắm nhanh hơn thôi, bởi vì là cái phần mà khi mà cho xà phòng vào ấy, nó đã làm vỡ những cái liên kết của chất bẩn vào rồi. Tuy nhiên là có một số chất bẩn ở tầng sâu hơn thì nó chưa được làm sạch ấy, thì mình sẽ tắm lại. Này, nhìn mặt nhau này. Đó, xinh thế. Ánh mắt gì đấy. Nó là nó biết là tắm một lần là xong rồi đấy, nên là nó không muốn tắm lần 2, nên là thái độ ấy vẫy vẫy như này. Mỗi lần vẩy 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 ướt như này ấy, là ý cậu là bảo tắm xong rồi, không tắm nữa đâu. Vậy là đã xong phần tắm thứ 2. Phần tắm thứ 2 rất là nhẹ nhàng, sẽ xối trực tiếp để làm sao cho đảm bảo lông nó không còn dính xà phòng nữa. Nào, massage thư giãn nào. Hôm nay quý khách muốn massage kiểu gì quý khách ơi? Hôm nay em tắm cho quý khách này, quý khách có bo cho em không? Quý khách sướng quá. Mọi người lưu ý là khi mà chải lông ấy thì cố gắng là chải lông xuôi theo chiều lông mọc. Lông chó thực ra y hệt tóc người thôi, các bạn phải chú ý đến chiều mọc của lông rồi cũng như là cách chăm sóc. Và có một điểm nữa mà mình luôn luôn làm, đó chính là mình sẽ xả nước bao giờ cũng từ cái vùng cao nhất cho đến vùng thấp nhất. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là từ vùng đầu rồi, xong đến vùng lưng, xong đến vùng bụng, rồi đến vùng chân. Tại sao lại như vậy? Bởi vì khi mà chảy ý, thì nước xà phòng nó luôn luôn chảy từ chỗ cao xuống chỗ thấp, đảm bảo cái phần lông đã sạch rồi nó sẽ không bị cái xà phòng chảy lại vào một lần nữa. Rửa chim nhá, rửa chim cẩn thận này. Và khi mà đến đoạn cuối của bước xả này rồi thì mình sẽ phải cởi găng tay ra, bởi vì chỉ có tay mình mới cảm nhận được rõ nhất là trên lông của nó còn xà phòng hay không. Đây là cái bước rất là quan trọng, bởi vì khi tắm chó ấy, các bạn cố gắng là đừng bao giờ để xà phòng sót lại trên người. Da chó nó rất là khác da người một điểm rằng là nó chưa quen với việc có xà phòng. Nó còn là một động vật rất là cấp thấp nên là nó không quen với việc là có xà phòng trên da, nên là chỉ cần một chút xà phòng dính lại thôi cũng gây viêm da rồi gây nấm da rồi rất là tật những cái vấn đề rất là nặng cho con chó. Và bây giờ sau khi mà đã xả 2 lần rồi ấy, thì sẽ đến lượt là cho con này dùng dầu xả. Giờ đây mình dùng dầu xả Rejoice bởi vì đây là cái mẫu dầu xả rẻ nhất trên thị trường, mà mình thấy rằng cái việc mua cái dầu xả Rejoice này thì nó cũng tương đương với cái việc mình mua dầu xả dành riêng cho cún, mà cái độ mượt và mềm thì nó cũng rất là cao. Và thông thường ấy thì tất cả những cái dầu xả mà có cái độ mềm mượt cao này thì nó có rất nhiều hạt silicon ở trong đấy, nó sẽ bọc lại và giúp cái lông nó khỏe và chắc hơn. Nhưng mà cái này thì nó sẽ không tốt cho da, nó sẽ gây bí tắc cho da, nên là mình sẽ dùng ở cái lớp bên ngoài là chính. Đấy. Và mình sẽ cần một chút nước, mình sẽ lấy một chút nước lên đây thấm cho ướt và sẽ xoa cho Moochi. Cái này thì không cần đến găng tay kia nữa. Thì Moochi cái phần lông này rất là rối, rất là cứng, nên mình sẽ xoa lên cái phần đầu là chính. Thực ra thì với Moochi thì mình mới cầu kỳ trong cái việc là dùng dầu xả như này thôi, còn Matcha thì thường là không cần đến dầu xả, bởi vì lông của Matcha rất là cứng và rất là chắc, chứ không phải là cái lông tơ và bông như kiểu Moochi. Moochi nếu mà các bạn không dùng dầu xả ấy thì lông nó sẽ rối rất nặng, và khi mà nó rối lông như vậy ấy, thì chỉ có cách là cắt lông đi thôi, rất là uổng bao nhiêu công mình chăm sóc. Khi mà dầu xả đã được phủ hết khắp người ấy, thì các bạn sẽ massage nhẹ nhẹ trong dầu xả ngấm vào lông, nhất là vùng đầu và vùng lưng này này. Thì cái vùng này mình hay ôm nó lắm nên là lông nó sẽ cần mưa Moochi nhà. Rồi, nước ơi chảy đi. Yeah. Đấy. Và khi mà dầu xả đã ngấm đủ rồi ấy, thì các bạn sẽ xả với nước. Rất nhiều người hay nói rằng là để lại dầu xả trên da, trên tóc. Tuy nhiên cái này nó không tốt cho da một chút nào cả. Với chó cũng vậy, các bạn cần xả hết những cái lượng dầu xả dư đi. Tất cả những cái phần dầu xả mà nó bám ở trên lông ấy thì nó đã bám rồi. Moochi đứng dậy đi chị. Rồi. Đấy, cũng vẫn nguyên tắc. Vẫn nguyên tắc là các bạn sẽ xả từ trên xuống dưới nhá. Đấy, sau khi mà xả được gần sạch rồi ấy, mình vẫn thấy lông Moochi rất là trơn và mượt này, thì đấy là nhờ vào sức mạnh của Rejoice, nó tạo độ óng rất là nhiều. Nhưng mà với kinh nghiệm cá nhân của mình ấy, thì cái việc sử dụng cho da đầu của người ấy, thì cái đây không phải là một cái dầu gội tốt nhất đâu mọi người ạ. Bởi vì là cái phần silicon nó nhiều quá, nó sẽ gây bí tắc da đầu. Xưa mình sử dụng Rejoice ấy, mình bị mụn da đầu tương đối đấy. Ok, nước tắt, nước tắt, nước tắt, nước tắt. Đấy, nhà thông minh đến tận cái vòi nước cũng còn nghe theo lệnh. Ok, bây giờ Moochi đứng dậy nào. Thôi nào, phủi thêm lần nữa nào. Và vẫy đi con. Vẫy vẫy. Lắc 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 lắc. Sau khi mà đã tắm xong ấy thì mình có một cái khăn, cái khăn cao su. Khăn cao su này thì sẽ giúp mình ngấm nước rất là nhiều, bởi vì các bạn ấy khi mà mới nuôi chó, các bạn hãy dùng khăn bông để thấm nước ở trên lông chó sau khi mà tắm ấy. Như vậy thì mình thấy hơi lãng phí, bởi vì là thường khăn bông nó không ngấm được nhiều nước như thế. Cái khăn cao su này thì nó ngấm nước rất là nhiều, và mỗi lần mình ngấm nước xong mình vắt ra ấy thì rất là kiệt, và các bạn sẽ tiết kiệm được khăn. Và luôn luôn khuyến khích là nó tự vẩy nữa, sẽ tiết kiệm được cái công sức mình lau khô. Quay lại, quay lưng lại. Matcha quay lưng lại. À nhớ, Moochi quay lưng lại, Moochi quay lưng lại. Đấy, có nhiều đứa là các bạn sẽ bị rơi vào cái tình trạng là không nhớ tên con nào hay con nào, lúc nào lẫn lộn giữa hai con. Nhiều khi mình gọi là Matcha và Matchi nữa cơ, bởi vì là quá lẫn lộn. Ngày nào cũng phải hai cái con này. Mà đấy, bây giờ mới nhận ra rằng là tên chó đặt tên một Matcha, đặt tên chó thì đặt tên một âm tiết thôi cho dễ gọi. Cha cha, Chi Chi. Và khi lau ấy thì các bạn cố gắng lấy được khoảng 80% lượng nước thôi, chứ các bạn không thể lau được cho hết sạch được. Còn phần còn lại chúng ta phải dựa vào máy sấy. Chính là phải check xem răng có cao răng không, bởi vì là những cái cao răng bám ở chân răng này này về sau sẽ làm cho răng của chó sẽ yếu đi. Mình thì mình không có dụng cụ chuyên nghiệp nên là mình sẽ dùng cái kéo nhọn để làm sạch cái vùng chân răng. Những cái vùng mà nó không quá là sát lợi ấy, thì mình sẽ có thể làm sạch được. Moochi thì rất là ngoan bởi vì mình đã làm chuyện này từ bé rồi nên nó quen. Còn nếu mà các bạn muốn làm cái này mà ở chuyên nghiệp ấy, mà có thể sạch như là người làm ấy, thì các bạn phải đem chó đi gây mê. Và ở bác sĩ thú y ấy, thì người ta sẽ có những cái máy khoan giống như của người. Còn mình thì mình có thể làm sạch cơ bản ở đây thôi. Và bây giờ mình đã xong cái phần làm sạch cơ bản. Còn phần làm sạch tai và sấy khô nữa thì cái này thì sẽ phải ở bước sau. Còn bây giờ Moochi được thả tự do rồi, đi 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 Moochi, đi đi để tắm cho Matcha. Bye bye Moochi. Matcha, Matcha ra đây, Matcha meo meo, Matcha ra đây. Trời ơi, đến lượt mình tắm rồi. 2-3 nước chảy. Matcha thì khó hơn rất là nhiều cái khoản làm ướt lông, bởi vì lông của Matcha là double coated, có nghĩa là có 2 lớp lông, vì vậy là cái lớp lông bên ngoài nó sẽ chống nước. Các bạn nhìn thấy này, khi mà mình mới dưới nước lên ấy thì nước hầu như là không thể đi vào bên trong lớp lông Matcha được. Với trường hợp này ấy, thì các bạn phải trải ngược lông lên một xíu như này để cho nước đi sâu ở bên trong để làm cho con chó nó ướt. Đó. Matcha thích tắm lắm. Mình luôn luôn hỏi Matcha là tại sao mùa hè mà phải quàng cái khăn quàng cổ dày như này, sao không cởi cái khăn quàng cổ này ra? Nóng này sao chịu được. À, này, ngoan nào, thấy Moochi không? Tắm xong mới vẫy. Yeah. Yo. Nằm ngửa ra. Rất nhiều em nhỏ ấy, các em hay nhìn thấy mình nuôi chó này và các em bảo là nuôi chó này có dễ không? Thực sự là nuôi chó này rất là khó, nhất là khi mà các bạn nuôi những giống chó nước ngoài. Bởi vì là nhìn thì đẹp vậy thôi nhưng mà cái khác biệt về khí hậu và cách chăm sóc sẽ là gây khó khăn rất là nhiều. Để nuôi được những con chó mà chó không phải giống của Việt Nam ấy thì các bạn cần phải có một cái điều kiện là, thứ nhất là về kinh tế phải lo cho nó ổn thỏa, thứ hai là về cái thời gian chăm sóc cũng như là không gian chơi của chúng nó, thì các bạn mới có đủ điều kiện để nuôi những con chó như vậy. Còn nếu không, thật sự là các bạn vẫn là những người yêu động vật thì các bạn hoàn toàn có thể nuôi những con chó gọi là chó ta, chó cỏ ở Việt Nam, nó vẫn thông minh mà nó vẫn yêu người như vậy. Ngoại hình thì mỗi người một vẻ, không ai có thể đánh giá là con này đẹp hơn con kia được, tùy vào sở thích. Nhưng mà mình phải cân đối được rằng là cái khả năng của mình có nuôi được con chó lớn hay con chó có bộ lông dày hay không. Bởi vì thật sự các bạn nhìn thấy mình này, chăm sóc Moochi, Matcha không phải là một công việc đơn giản. Mình phải tốn khá là nhiều thời gian để chăm sóc chúng nó, cũng như đảm bảo cho chúng nó có một cái môi trường làm sao mà thoải mái nhất với cái bộ lông dày như này. Tắt nước. Và đây, mình sẽ sử dụng cái dầu gội dành riêng cho chó lông trắng. Mình sẽ cho vào đây trước. Đánh bông và cho lên lông Matcha. Thích không? Được massage này. Đấy. Thân hình béo ú này của quý khách thì quý khách phải bị trạc thêm tiền. Trời ơi, quý khách ơi. Quý khách chưa xong, quý khách đã vẫy người này. Bây giờ phạt tiền, tăng thêm tiền, quý khách có tiền trả không? Khách dơ quá quý khách ơi. Đùa vậy thôi chứ quý khách này không dơ một tí nào. Bởi vì chính cái lớp lông double coated khi mà nó chống nước này thì thực sự là cái việc là bụi bẩn cũng như là đất cát mà chui vào sâu bên trong hơn ấy, nó cũng khó hơn. Nhưng mà cái mà mình phải tắm sạch ở đây cho Matcha đó chính là cái lớp da chết và cái lớp lông chết. Và mỗi lần chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua là giống như là tuyết mùa đông, lông bay khắp nơi. Tắm cho Matcha thì cũng tương tự như Moochi thôi, vẫn nguyên tắc là từ trên xuống dưới này, làm sạch đầu này, lưng này, bụng này là đầu tiên. Sau đó là làm sạch đến những cái vùng kín hơn, kỹ hơn như là cái vùng hậu môn, bộ phận sinh dục và các lòng bàn tay, bàn chân. Đây, mọi người xem con béo nhà tôi. Khi mà tắm thì nó sọp lại còn từng này. Nhưng mọi người nhìn thấy không? Ngần này lông mà không tắm thường xuyên hết thì nó sẽ bay ở trong không khí rất là kinh khủng. Vì vậy là mọi người có thích corgi thì mọi người hãy cân nhắc về cái vụ nhiều lông của nó. Còn bây giờ duyên nợ của mình đã lỡ gắn với con Matcha này rồi nên là có bao nhiêu lông thì mình cũng vẫn phải chịu. Và bây giờ đến đoạn xả nước thôi. Trời ơi, béo quá. Nhịn ăn bớt không? Úi dồi, lại gồng người. Quý khách ra đây. Thêm một điều nữa ấy, là Matcha chân rất là ngắn nên là cái việc nó chạy lung tung ra ngoài rất là ít, nên nó cũng đỡ bẩn hơn anh nó thật. Anh nó thì ỉ chân dài, chạy từ cái nọ qua cái kia, nhảy từ hàng rào nọ qua hàng rào kia, vậy nó rất là bẩn. Chứ mà Matcha tắm xong thấy sạch như này. Rồi. Và vì nó nhiều lông ấy nên mình phải bổ sung thêm một bước so với Moochi, đó chính là bước trải lông. Khi mà trải lông ướt này này, cái lông nó vẫn còn đang nhiều ma sát ấy, nó sẽ ra rất là nhiều. Ôi, mọi người thấy khiếp không này? Khác với Moochi là khi mà lông rụng ấy thì nó sẽ xoắn ở bên trong và nó gây rối lông. Còn Matcha rụng bao nhiêu ra hết. Vì vậy là mỗi lần mình tắm này thì mình sẽ cố gắng trải hết lông để làm sao cho trong quá trình nó ở với mình nó không xả lông ra nhà nữa. Trời ơi, tắm con này quá nhiều lông luôn ấy. Và khi trải lông các bạn cố gắng trải xuôi theo chiều lông, bởi vì các bạn có trải ngược theo chiều lông ấy thì là lông rụng nó không ra được đâu. Cái đấy nó chỉ có tác dụng trong lúc mà mình massage và ở dưới nước thôi. Đấy, nhất là cái vùng bờm của con này này. Cái vùng này nó thay lông kinh dị luôn. Và đừng quên cái phần đít này nhá. Cứ mỗi lần mình làm này chỉ cần 2 tuần sau lại bắt đầu sản xuất lông. Con này là vì nó thay lông liên tục. Mình cảm giác là con Matcha là có thể lấy lông được từ một cái chiều không gian khác ấy. Nó mang đến đây nhưng mình không tin là trên người nó có thể ra được ngần này lông. Khi mà mình trải lông như này này, nó rất sướng, nó rất thích. Bởi vì người nó sẽ nhẹ đi nên nó sẽ nằm im. Hôm nay tôi sẽ tu thêm của khách 500.000 tiền trải lông, quý khách có chịu không? Có bo cho con sen này không? Sau khoảng nửa tiếng ngồi trải liên tục như này thì mình cảm giác là lông của nó bắt đầu bớt rồi. Trời ơi, cỗ máy sản xuất lông của tôi. Ok, xả nước. Rồi, xong rồi Matcha ơi. Như mình đã nói, lông của Matcha là cái lông mà rất là cứng nên chúng ta sẽ không cần nhiều dầu xả. Cần một chút thôi, cho mềm mềm thơm thơm ở bên ngoài một xíu. Làm hàng tí để ai đến nhà mình thấy con chó thơm như cục kẹo. Mọi người thấy không? Mỗi con khổ một kiểu. Như Moochi thì vì cái thân hình đồ sộ, với cái bộ lông rối bời. Con này thì nhỏ hơn, ngoan hơn, nhưng mà lại vô số lông. Nói chung chăm mỗi con chó sẽ có một nỗi khổ khác nhau. Rồi trước khi chọn nuôi con chó nào thì các bạn phải lường trước được hết tất cả những cái vấn đề như vậy. Trời ơi, lông lên đầy người tôi rồi này. Và bây giờ lại đến cái đoạn này. Và bây giờ mình đã lau xong Matcha rồi. Mình sẽ phải dọn dẹp sơ chỗ này rồi sấy. Matcha đi. Thì hai con này đã tắm xong rồi. Con kia đang nằm phơi nắng, con này thì đang chờ sấy. Và đây là máy sấy của mình. Mọi người thì nhìn thấy là không bao giờ một cái máy sấy mà nó chắp vá như này. Bởi vì chiếc máy sấy màu hồng dễ thương này của mình đã có 5 năm tuổi rồi. Từ khi về với Moochi đã có cái máy sấy này. Và toàn bộ phần ống nhựa nó đã bị nóng quá, nó thoái hóa. Và mình đã phải vá không biết bao nhiêu lần. Và đến bây giờ nó như này thì chắc là ấy, nó chỉ dùng được khoảng 1-2 lần nữa thôi là mình sẽ phải vứt cái máy sấy này mất. Rất là tiếc bởi vì cái máy sấy này dùng thì vẫn còn ok, nhưng mà cái phần ống nhựa này này thì mình không thể tìm được ở đâu bán riêng cái phần ống nhựa để có thể lắp vào cái máy sấy này cả. Rất là tiếc, bây giờ mình không biết phải làm cách nào cả, mà mình đã cố gắng sửa chữa nó không biết bao nhiêu lần rồi mà nó vẫn là như vậy. Ok, 1, 2, 3 bật. Khi mà sấy thì các bạn sẽ sấy theo ngược chiều lông thì cái lông nó sẽ mau khô hơn. Nhưng mà thật sự là hôm nay máy sấy của mình đã yếu lắm rồi. Chắc là mình sẽ chỉ sấy sơ sơ để cho cái lớp nước ở bên trong người Moochi nó không bị đọng lại quá nhiều và gây viêm da. Chứ mình không thể sấy khô đẹp như mọi khi. Mọi người lưu ý là những vùng nách này, khuỷu tay, khuỷu chân là những vùng rất dễ nấm. Vì vậy là nếu mà không sấy được khô cả người ấy, thì những vùng này cố gắng là phải sấy làm sao cho khô nhất có thể. Lòng bàn chân cũng vậy. Bình thường không giờ thấy hai anh em nó gần nhau này đâu. Chỉ khi mà đấy sấy. Bởi con nào rất thích sấy. Chúng nó thích người chúng nó khô lắm mọi người ạ. Khi mà mọi người nuôi chó mọi người tưởng là chúng nó sợ sấy. Ra được ra chúng nó rất thích người khô ráo. Chứ không con chó nó thích người mình ướt cả. Moochi xong. Khi mà sấy đến Matcha ấy thì rất nhiên là sẽ dễ hơn. Nhưng mà đấy mọi người thấy này, vẫn còn lông bay. Kinh khủng lắm. Thật sự là chỉ có tắm cho hai con chó này không mà cảm thấy như là một cái hành trình cực kỳ vất vả. Wow. Vậy là đã xong rồi. Mình sấy hai con này khô khoảng 70%. Thứ nhất là bởi vì bây giờ thời tiết Sài Gòn rất là nóng. Mọi người có thể nhìn thấy nắng như này. Chúng nó rất thích phơi nắng. Cần sấy làm sao cho cái lớp lông ở sát da ấy nó khô và nó không tạo điều kiện cho viêm nhiễm nấm mốc da là được. Và thêm nữa khi mà mình để lại cái phần này nó khô tự nhiên ấy thì cái dầu xả nó sẽ rất là óng và mượt. Moochi ra đây. Và bây giờ thêm một đoạn nữa thôi với Moochi. Và chính là mình sẽ dùng cái lược đánh bông này để Phải đánh bông cái phần đầu lên. Như vậy thì mới đẹp trai. Đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu. Trai thì mới có nhiều đứa yêu. Cái phần đánh bông này giống như là mình phải làm tóc trước khi đi ra khỏi nhà vậy. Khi nào mà Moochi tắm thì Moochi sẽ được đánh bông đầu. Nhìn này đẹp trai hơn bình thường rất là nhiều. Rồi, Moochi đứng dậy. Và công đoạn cuối cùng đó chính là vệ sinh. Ở đây thì mình có cái phần vệ sinh mắt, bởi vì sau khi tắm ấy rất là nhiều xà phòng vào mắt, 2 con. Nên là mình sẽ dùng cái bông này. Bông này thì có một cái đầu, mình sẽ bẻ nó ra, cái nước sát khuẩn này nó rơi xuống và mình sẽ làm vệ sinh mắt. Moochi rất sợ nhỏ mắt. Đấy. Nhưng mà cái này thì nó sẽ sát khuẩn mắt và làm cho con không có dỉ nhèm nữa. Nào, Moochi. Rồi. Tiếp đến mọi người sẽ cầm cái bông tăm để vệ sinh tai, vì trong lúc tắm ấy rất nhiều nước vào trong tai. Mình cũng vậy, sau khi mình tắm hay mình gội đầu thì mình cũng đều cần phải làm sạch tai, phải làm khô tai, nếu không thì rất nhiều bệnh ở trong tai. Chó cũng vậy thôi. Mình lau sạch và lấy hết dỉ tai của Moochi ra. Và mọi người lưu ý nhé, poodle thì có lông ở trong tai, nên là khi mà các bạn làm sạch tai của poodle 100% ấy, thì các bạn cần phải có một cái bột. Cái bột này giống như là phấn rôm ấy, đổ vào và sẽ làm khô, và sau đó dùng tay nhổ bớt cái lông con ở trong tai ra. Nó sẽ giảm bớt cái độ tích tụ, độ bẩn, và sẽ làm giảm bớt cái khả năng nhiễm khuẩn tai của Moochi. Vậy là Moochi đã làm sạch xong mắt và tai rồi, bây giờ đến Matcha. Matcha đầu tiên phải nhỏ mắt này. Ôi, Matcha thì ngoan hơn Moochi rất là nhiều. Ngoan được cái khía cạnh là nó biết nghe lời mình, kiểu nó sợ mình ấy. Và Moochi thì nó cũng nhờn rồi. Con này thì nó hư một cái khía cạnh ấy là nó bắt nạt Moochi. Và Matcha thì cũng cần phải làm sạch tai. Úi dồi ôi, tai dơ quá. Khi mà các bạn lấy giấy tai ấy, thì các bạn cố gắng là gãi gãi cái phần ở dưới tai của chúng nó một chút. Như vậy là sẽ làm cho chúng nó yên tâm hơn, chúng nó sẽ bớt sợ. Đấy, rất là dơ. Con này thì mình vừa mới ngoáy tai cách đây khoảng 3 tuần. Mà tại sao bây giờ đã rơi như này rồi? Tốt nhất là nên lấy nước muối sinh lý và một cái phần thuốc nhỏ tai có một chút kháng sinh thì sẽ đảm bảo tốt nhất. Rồi, tổng thời gian mình tắm cho 2 con này cho đến lúc bây giờ ấy, chắc phải 3 tiếng. Nếu mà mình chăm ấy, mỗi tuần. Còn nếu mà mình không chăm, mỗi 2 tuần. Còn nếu mà mình lười ấy, thì mỗi 3 tuần. Nhưng mà đều phải tắm cho các con này thì nó mới sống chung với mình sạch sẽ và không bệnh tật. Và hôm nay thì Moochi đã đẹp trai như thế này rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hôm nay mình tắm Matcha và Moochi. Nếu mọi người thích ấy, thì hãy like cho chúng mình nhé. Like cho Matcha, like cho Moochi và like cho cả Dino nữa. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và hẹn gặp lại mọi người trong những số tiếp theo. Tạm biệt. À, Moochi dặn mọi người này. Mọi người ơi, đừng quên subscribe Dinology nhé. Bởi vì chúng mình sắp được 100.000 sub rồi. Tạm biệt mọi người ơi. Mọi người thấy không? Bình thường tắm cho nó đã là cả vấn đề, và tắm cho nó mà quay vlog ấy lại còn một vấn đề nặng hơn nữa. Đây, cho mọi người nhìn toàn thân mình này. Lông không? Lông không? Và thôi, thật sự tạm biệt mọi người đây. Đi tắm đây. Quá mệt mỏi rồi. Tạm biệt.